Hello bạn. Alo. Nghe em nói gì không chị ba? Alo. cái gì đây? Alo. Heal đi. Chú heal không? 2 người. Một thằng đang cứu. Bây giờ không mấy anh? Bây giờ đừng nói chuyện mà. Ok. Đồng bao hết rồi như quần. Súng nhá, tôi hết sạch đạn cho con súng đi. Rồi ông ra đấy sao tôi cứu. Chịu. Người bắn hay là cái gì đây? Thôi mà chắc em về là em chen tem rồi. Ừ. Dạ. Không biết. Bố đi đớp drop vào sao ạ? vệ sinh. Bắn không? Ai biết đâu. Ba đang ấy siêu. Đang làm gì? Không biết gì này. Căng vậy. Ta tìm lại cảm giác và có reset à? Cái gì vậy? Chở gì đây? Lên tao tao có cô sát về chơi lên. Tao cô sát về chơi. Steam hay là nó còn Steam? Trên Steam. Trên Steam. Chơi gì? Rắc à? Trên Steam rắc cái gì? Cô sát à? Ừ. Cross save. G R O S A C K. Gửi đi, gửi đi. Đọc mệt quá. Thể loại nó có giống cái thể loại gì không? Thể loại nó giống thể loại bài binh bố trận mang lính đi đánh nhau đó. Gọi là thể loại đó là thể loại về gì Eric? PvE hả? PvE hả? Không phải, loại gì? Thể loại gì ta? À, chiến thuật. What? Không có tên. Sáng nào không có tên. Với bạn. À, thêm chữ S nữa, thiếu chữ S. Đấy, thêm chữ S cho nó nữa. Sẽ không thấy. À, nhầm. Mẹ. Sorry. Nè. Đấy có chữ R, nhớ lộn chữ R. Thì ra nó không có chữ R. Crosac, Cosac, nhưng gọi là Crosac. Nhầm. Mẹ, trứng vịt nó còn lộ lên, cái mấy người không có lộ này. Vậy đó như cũng nghèo không ta? Tiền không? Nói cái đã. Khao có tiền không? Hả? Nè Rich Kids nè, tớ em thích mấy thằng Rich Kids lắm, đừng có chơi game này gọi là có cũng còn gặp mấy. Cái nào đây? Mua cái nào? Mua cái ba. Một đống thế này, DLC. Cái gì một đống? Mua cái tệ thôi. Mua cái trận đầu á. Tại vì em thấy một đống cái DLC. Thì bấm gì đụng chơi mua đi, mẹ thích cũng hay chơi mà, mẹ vô đây chơi. Cũng hay chơi mà, vô lô cũng hay chơi mà, nó vô quẩy. Hai thằng vô đánh điểm trợ lẫn nhau, nhà kêu nhà bị đánh kêu gọi Advit mang lính cứu, rồi em phải đánh Thái cứu, mang lính qua cứu lại, cứu lại, hỗ trợ. Dùng POE phết nè, cái kiểu cứu nhau nè. À, có nợ hỏi máy nha, máy mạnh hay yếu vậy? Ôi mày, máy sao kiếm này? Rich Kids mà đi hỏi nữa không? Mày Rich Kids thì còn hỏi làm gì nữa? Alo. Nào kìa, Flame, đau cô sát kìa chơi. Lem đâu? Điên à? À quên lộn, Nhân cô sắc. Ôi chiến thuật không chơi được đâu. Ở đâu anh? Là không chơi. Mỗi lần tao chơi Eric mà chơi đó Zolo là kiểu nào cũng bị vợ gan. Buồn của chị ba. Chơi đâu chưa ngủ, vợ gan. Buồn của chị ba là niềm vui của chị bảy. Đấy là tao chơi như bữa chơi đến 1-2 giờ sáng bị gan thấy bà luôn. Đó lý do tại sao không em không có kiếm người kiếm ghệ đó anh. Nhà không ghệ không quản nghiêm bằng vợ đâu mày, nhưng mà lỡ cưới rồi sao thì bạn. Lỡ cưới là phải chấp nhận rồi. Nên mấy bốt em mà cứ kiếm nhỏ nào em phải hỏi không à. Cái đó phải coi như cái gì rõ ràng. Một ngày lại bao nhiêu tiếng chơi game. Đấy. Nhân đâu có đang đòi chơi lại pháp cái kia mày. Bầu mới bầu cũ rồi Nhân. 9 tháng rồi anh. 9 tháng rồi hả? Còn 10 ngày nữa đẻ rồi. Phải quẹo không vậy? Còn gì? Bạn căng nha, chị về 9 tháng rồi. Quen nhau mới 7 tháng mà có 9 tháng rồi là hiểu rồi đó. Để non. Làm gì thở dữ vậy em? Quay tay à? Đang cười. Thở gì? Đúng rồi. Lại làm anh đi. Má thở dữ mất tì xèo luôn. Nó giống như mới quay tay xong thở không hợp. Mình thở căng lắm là được mấy cái thở. Nó sinh lý yếu anh, mày thông cảm. Nhật hôm nay sao Tower đúng không chị ba? Sao cái gì? Không, cô dắt ba. Rồi cái game này có chị ba chơi. Ơ nhớ lúc trước chị ba có chơi một lần rồi. Chơi nhiều chứ chơi một lần gì? Hồi game chiến thuật thì chị ba vô địch. Đâu thì mình peo nhau đánh người ta mới đâu phải đánh nhau đâu phải sợ. Vô đây đập cho nó. Này có Eric bảo kê. Chị quên là ba hướng rồi đưa ra ba nơi được bảo kê ba thằng. Lo chị. Ba đường nghèo không? Sao chị ba? 75.000 à. Rẻ vãi liền ra. Mẹ bên em nó bán mà như em nhớ là cũng phải tầm, đây đâu em coi lại coi, nó không có phải 75.000 đâu má. Em nhớ cái game này của em bên em hình như cũng phải mười mấy chục đồng á. Để coi. Mười mấy 20 đồng điên à? Ừ. $19 nè. Rẻ cứt đâu. Nhưng mà ôn đúng không? Ôn DLC đúng không? Hình hay như là... cái game này gì ôn DLC gì? Game đấy tao chọn vào một đống DLC luôn đấy. Đúng cái chữ mà cô sát ba thôi. À, ồ vậy cái DLC nó là cái cốt truyện hay gì vậy? DLC là thêm cái phần thêm của cốt truyện hay là cái gì ấy chứ? Có vậy mà. Hả? Có rồi. Có gì? Đặt em chưa có. Mua đi. Có 75 đồng. Cơm nhân nó ship cho cái kìa. À quên lộn, kêu lon chứ. Đang hết tiền à. Cuối tháng rồi. Cuối tháng thì người ta mới lãnh lương chứ. Cuối tháng mà lãnh lương đâu? Ừ chứ lãnh lương cuối tháng là lương như thế nào? Không, bên này toàn lãnh lương 18 hoặc là 20. Lãnh lương mình cũng lâu rồi mình không kiểm tra nữa, xem coi dạo này nó gửi về bao nhiêu. Sơn Nguyễn gửi tin nhắn luôn gì đây? Gửi tùm lum tụi đây. Nhiều tiền. Lâu rồi không kiểm tra lương là biết nhiều. Tao kiểm tra để coi. Nó đang để dành tiền sang năm về Việt Nam chứ. Bắn súng lắm. Đang bắn này, đang lon ton trong bút cam này. Có thể phát đại game đi. Mày còn lon ton trong bút cam. Chơi game không tu tải. Tối. Đâu chơi giờ nè. Máy nổi giờ á. Ừ. Giờ bắn đi. Giờ okay. Bắn đi, tối chơi. Tối em đâu chơi được đâu. Ừ. Tối hên xui à? Được, mà mình cũng đếm cái nhìn cũng được thêm mấy trăm nữa. Mẹ nó kêu 7 giờ làm, mình cứ 6 rưỡi mình tới 6, hoặc là 6 giờ 4, 6 giờ 15, khi 6 giờ mình tới trước, khi tới trước nửa tiếng, 1 tiếng vậy đó, cứ gạt thẻ vô kiếm tiền. Xong vô bế ngồi đủ mới đọc truyện. Cái vô kiểu đấy cũng được tăng lương à? Ừ, vô cái cạc trong rồi đủ mới lấy ghế ngồi, mẹ hết tới giờ vô làm lấy tiền. Điếm điểm vậy cũng tháng cũng được thêm 200-300 này cũng đỡ. 200-300 tiếng ra tiếng thì cũng tiếng overtime tôi khai mấy đồng này đó, cứ ngày quốc đêm 1 tiếng thôi, hai ngày quốc tiếng vậy đó, ngày quốc nửa tiếng vậy đó. Mà thằng sếp mày không đi kiểm tra cho luôn.